Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi trận đấu giữa hai người chơi cùng đến từ Bắc Ninh, Tô Việt Linh giao đấu với Nguyễn Trọng Hòa. Đây là trận đấu trong vòng đấu thứ hai game show đấu trường cờ Việt với thể thức người chiến thắng chung cuộc sẽ có 6 ván thắng. Thời gian suy tính trong mỗi ván đấu là 20 phút dành cho mỗi người chơi. Ván đấu đầu tiên đã sẵn sàng, hai người chơi cũng đã sẵn sàng. Ván đấu bắt đầu. Ngay trong nước mở quân đầu tiên, Tô Việt Linh đã có ưu thế. Và hiện tại anh đang sử dụng cây xe của mình để gây nhiều sóng gió cho đối thủ. Nguyễn Trọng Hòa lúc này cũng đã tìm ra được cây xe để đối trọng lại với đối thủ rồi. Đây sẽ là một ván đấu gay cấn ngay từ những phút đầu tiên. Bởi lẽ hai người chơi này có lực quân và lực phong độ khá cân bằng. Và ở ván đấu đầu tiên này thì lực quân của hai người chơi đang cân bằng nhau. Lúc này thì người chơi Nguyễn Trọng Hòa đang có bộ đôi xe mã đối trọng lại với Tô Việt Linh cũng có xe mã.
Thế trận là cân bằng nhau. Nguyễn Trọng Hòa là người làm công việc tự do. Anh đến với cờ tướng truyền thống cách đây 15 năm và đến với cờ tướng úp cách đây 7 năm. Ở vòng đấu sơ loại, anh có số điểm khá cao, 25 điểm. Đối thủ của Nguyễn Trọng Hòa hôm nay là Tô Việt Linh. Người chơi này đến với cờ tướng úp cách đây 5 năm. Ở vòng sơ loại, anh tích lũy được số điểm 36 điểm với nhiều ván thắng rất thuyết phục. Việc hai người chơi ở cùng một câu lạc bộ, cùng một địa phương phải loại nhau ở vòng đấu thứ hai là một điều rất đáng tiếc. Tuy nhiên thể thao là như vậy. Kết quả bắc thăm đôi lúc đã gây ra những khó khăn cho những cặp đấu ở cùng một câu lạc bộ và cùng một địa phương. Nguyễn Trọng Hòa, Tô Việt Linh, hai người chơi này không còn lạ lẫm gì nhau, kể cả về phong độ và lối chơi. Tuy nhiên ở vòng đấu thứ hai này sẽ chỉ có một người đi tiếp mà thôi. Xin cảm ơn Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tạ Quang Diệp, Công ty Cổ phần Xây dựng Cầu đường 5 Thanh Hóa đã đồng hành cùng game show đấu trường cờ Việt phiên bản cờ tướng úp năm 2018. Lúc này thì hàng phòng thủ bên cánh trái của Nguyễn Trọng Hòa đã vắng vẻ rồi. Tô Việt Linh sẽ có cơ hội tấn công rất mạnh về phía cánh trái của Nguyễn Trọng Hòa. Anh vẫn đang còn một cây xe úp ở lỗ 1, có thể tiến sát khung thành của Nguyễn Trọng Hòa bất cứ lúc nào. Nguyễn Trọng Hòa lúc này đã mất tới 5 quân cờ. Một xe, hai sĩ, một tốt và một quân cờ bí ẩn. Tô Việt Linh mới chỉ mất một xe và một quân cờ bí ẩn. Hàng phòng thủ của Tô Việt Linh đang còn rất chắc chắn với hai cây xe úp. Ván đấu đầu tiên diễn ra với tốc độ rất nhanh. Cả hai người chơi này đều quá quen biết nhau, đều hiểu nhau về lối, về phong cách cũng như lối đi cờ của các bên. Xin cảm ơn khán giả có nickname Minh Sơn Võ. Anh cũng gửi lời chúc tới Tô Việt Linh, mong cho người chơi này giành chiến thắng trước đối thủ. Tô Việt Linh đã lại vừa mở tiếp một quân cờ bí ẩn của mình ở cánh trái, và đó là một cây pháo có rất nhiều tác dụng và uy lực ở thời điểm này. Người chơi Tô Việt Linh vẫn còn hai quân cờ bí ẩn chưa mở ra. Rất có thể đó sẽ là một cây pháo và một cây mã. Trong khi đối thủ của anh chỉ còn duy nhất một cây cờ bí ẩn. Tuy nhiên, Nguyễn Trọng Hòa rất khó để mở quân cờ này. Tô Việt Linh đang có bộ ba xe pháo mã. Đối trọng lại với đối thủ cũng có bộ ba xe pháo mã. Tuy nhiên lực quân và thế trận của Tô Việt Linh đang chiếm ưu thế trên bàn cờ trước đối thủ của mình. Và theo phán đoán của tôi, Tô Việt Linh đang có tới 65% cơ hội giành chiến thắng. Quý vị và các bạn thân mến, bắt đầu từ vòng đấu thứ hai, game show đấu trường cờ Việt phiên bản cờ tướng úp. Thể thức trong các trận đấu đã có những điều chỉnh. Mỗi người chơi có 20 phút để suy tính nước di chuyển quân của mình. Người chiến thắng để đi tiếp vòng đấu tiếp theo phải có 6 ván thắng. Với thể thức như vậy,
yếu tố may rủi trong cờ tương úp đã giảm đi rất nhiều. Người chơi nào có cặp phong độ và kinh nghiệm kết hợp với sự tỉnh táo và chính xác, người đó sẽ giành chiến thắng. Đến thời điểm này, tại vòng đấu thứ hai game show đấu trường cờ Việt, đã có 18 trận đấu diễn ra với chất lượng chuyên môn cao, nhiều kịch tính và hấp dẫn. Đã chọn ra 18 người chơi xuất sắc, đủ điều kiện bước vào vòng đấu thứ ba. Đó là người chơi Phạm Quang Minh, Hà Nội, Lê Linh Ngọc, Hà Nội, Đinh Quang Hưng, Hà Nội, Tống Đức Phong, Hà Nội, Nguyễn Thanh Tùng, Hà Nội, Lê Lợi, Hải Dương, Phạm Văn Tài, Hà Nội, Phạm Đức Quyền, Quảng Ninh, Nguyễn Đình Kết, Vĩnh Phúc, Chu Quốc Hoàng, Hà Nội, Trần Hữu Bình, Thanh Hóa, Đỗ Duy Đông, Thanh Hóa, Đặng Văn Hoàng, Hà Nội, Đỗ Minh Giáp, Hà Nội. Vũ Khánh Hoàng, Phú Thọ, Trần Nhà Sáng, Thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Hoàng Lâm, Thành phố Hồ Chí Minh. Và trong trận đấu buổi sáng ngày hôm nay, người chơi Nguyễn Thăng Long đến từ Hà Nội đã giành chiến thắng với tỷ số 6-5 trước đối thủ đến từ Quảng Ninh. Cho dù Tô Việt Linh đang có chút đôi thế về lực quân và thế trận, tuy nhiên ở lúc này thì Nguyễn Trọng Hòa lại đang gia tăng sức mạnh tấn công. Do vậy, người chơi Tô Việt Linh nếu không cân bằng được giữa phòng thủ và tấn công, anh sẽ gặp rất nhiều khó khăn trước đối thủ. Vâng, lúc này khán giả có nickname Lương Đao Cao đang đưa ra điều khẳng định rằng cờ úp không biết được điều gì sẽ xảy ra. Đúng rồi, điều bất ngờ cũng đã xảy ra rồi. Tô Việt Linh đã giành chiến thắng ở ván đấu đầu tiên trước đối thủ. Với ưu thế về lực quân và thế trận, với kinh nghiệm và phong độ của mình, người chơi Tô Việt Linh đã kết thúc ván đấu đầu tiên với khoảng thời gian rất ngắn. Xin chúc mừng anh. Và bây giờ, hai người chơi đã đến với ván đấu thứ hai. Nguyễn Trọng Hòa đang giành ưu thế ở ván đấu thứ hai này. Ngay trong phần khai cuộc, anh đã có bộ ba hai pháo một mã, đủ uy lực để tấn công, gây ra cho đối thủ rất nhiều khó khăn tại thời điểm này. Hy vọng người chơi Nguyễn Trọng Hòa sẽ có ván thắng đầu tiên, tạo ra sự cân bằng về tỷ số trước đối thủ của mình. Tô Việt Linh và Nguyễn Trọng Hòa đã đều mở những quân pháo úp của mình, đột phá về phía khung thành của đối phương. Cả hai cây tốt lúc này đang gây ra ít nhiều khó khăn cho đối thủ của mình. Tới thời điểm này, người chơi Tô Việt Linh cũng đã mở những quân cờ bí ẩn của mình. Và hiện tại anh đang có bộ ba, hai mã, một pháo. Vâng, không phải là một pháo nữa mà là hai pháo rồi. Để đối trọng lại với đối thủ, đang có bộ ba, hai pháo, một xe. Tuy nhiên điều đáng nói là ở ván đấu thứ hai này, Nguyễn Trọng Hòa đã đưa cây tốt của mình áp sát khung thành của đối thủ rồi. Và bây giờ là lúc cây tốt của anh có cơ hội tiêu diệt một quân cờ của Tô Việt Linh. Vâng, xin chào khán giả Vũ Đình Đạo. Xin mời khán giả
Tiếp tục theo dõi và cổ vũ cho trận đấu của hai người chơi Tô Việt Linh và Nguyễn Trọng Hòa. Cả hai người chơi đều ở cùng một câu lạc bộ Kinh Bắc và đều đến từ Bắc Ninh. Sẽ phải loại nhau ở trận đấu này. Sẽ chỉ có một người bước tiếp sang vòng đấu thứ ba mang theo sự phấn chấn và niềm vui. Người ở lại dĩ nhiên là có chút xe buồn, nhưng không sao, cờ tướng úp là như vậy, các môn thể thao nói chung đều là như vậy. Hãy chấp nhận nó mang đến nhiều niềm vui cho công chúng khán giả. Đó chính là hạnh phúc mà những môn thể thao sẽ mang lại cho công chúng. Nguyễn Trọng Hòa đang có thế trận tấn công hết sức nguy hiểm về phía khung thành của đối phương. Ở khu vực trung lộ, anh có hai cây pháo ở lộ 5, xe ở lộ 4. Và lúc này thì người chơi Tô Việt Linh cũng đã mở được cây xe rồi. Tuy nhiên, Nguyễn Trọng Hòa đang có một thế trận thuận lợi để thực hiện những hướng tấn công nguy hiểm. Và từ thời điểm này chắc chắn Tô Việt Linh sẽ phải rất chú trọng khâu phòng thủ. Nếu không, ván đấu thứ hai sẽ kết thúc chóng vánh và chiến thắng sẽ thuộc về Nguyễn Trọng Hòa. Vâng, lúc này khán giả có nickname Nội Nguyễn đưa ra bình luận rằng thường thì ai chơi cờ ngửa cao thì cờ úp mới cao. Về lý thuyết đúng là như vậy. Tuy nhiên trong cờ tướng úp, một biến thể của môn cờ tướng truyền thống, có những yếu tố đặc sắc riêng. Khi mà những quân cờ bí ẩn chưa được mở ra thì khả năng tính toán và dự báo các hướng tấn công và phòng thủ sẽ phong phú và biến ảo rất nhiều so với môn cờ tướng truyền thống. Cơ hội giành chiến thắng của Nguyễn Trọng Hòa trước đối thủ ở thời điểm này là rất cao. Theo phán đoán của cá nhân tôi, anh đang có tới 70% cơ hội giành chiến thắng. Tuy nhiên, Tô Việt Linh không phải là một người chơi vừa. Với phong độ và kinh nghiệm của mình, nếu không cẩn trọng, Tô Việt Linh hoàn toàn có thể xoay chuyển tình thế trên ván đấu. Không như vậy, người chơi Nguyễn Trọng Hòa đã giành được chiến thắng rồi. Anh đã kết thúc ván đấu thứ hai với khoảng thời gian suy tính rất ngắn. Tỷ số lúc này cân bằng cho cả hai người chơi, mỗi người đều có một ván thắng. Hai người chơi của chúng ta đều đã có sự khích lệ ở những ván thắng đầu tiên. Và bây giờ họ đang hưng phấn để bước tiếp ván đấu thứ ba. Hai người chơi đã sẵn sàng, ván đấu thứ ba bắt đầu. Các bạn thân mến, hai ván đấu đầu tiên giữa cặp đôi Tô Việt Linh và Nguyễn Trọng Hòa đã diễn ra với tốc độ nhanh và kết thúc rất chóng vánh. Mỗi người chơi đều đã có một chiến thắng. Cả hai người chơi này đều làm công việc tự do và đều cực kỳ đam mê môn cờ tướng nói chung và cờ tướng úp nói riêng. Cả hai anh đều quen biết nhau, đều thuộc những thế cờ của nhau. Và việc họ phải gặp nhau ở vòng đấu thứ hai này là một điều rất đáng tiếc cho câu lạc bộ Kinh Bắc tỉnh Bắc Ninh. Tuy nhiên thể thao là như vậy. Kết quả bốc thăm đôi khi không mang lại những yếu tố tích cực cho những người chơi ở cùng một câu lạc bộ, cùng một địa phương. Nhưng nó sẽ mang lại sự hấp dẫn, yếu tố trung thực mà trong thể thao luôn luôn cần phải có. Nguyễn Trọng Hòa tiếp tục có được rất nhiều những yếu tố thuận lợi ở ván đấu thứ ba. Anh đã nhanh chóng mở được hai cây xe đầu tiên. Bây giờ thì bộ ba hai xe một mã của Nguyễn Trọng Hòa sẽ làm mưa làm gió, gây khó khăn cho đối thủ của mình. Và rất có thể ván đấu thứ ba sẽ kết thúc với yếu tố may mắn thuộc về người chơi Nguyễn Trọng Hòa. Tuy nhiên, như các bạn đã thấy,
Với cờ tương úp thì chưa thể nói trước điều gì. Mọi việc đều có thể xảy ra, bởi lẽ người chơi Tô Việt Linh lúc này cũng mới chỉ mất một cây pháo mà thôi. Vâng, lúc này khán giả có nickname Shinji2006 đang đưa ra một câu bình luận cảm thán đầy tính chất não nùng. Buồn thay huynh đệ tương tàn. Vâng, xin cảm ơn khán giả có nickname Shinji2006. Cho dù là huynh đệ, là anh em, là đồng nghiệp, là bạn cờ thì bắt buộc họ vẫn phải loại nhau ở vòng đấu thứ hai này. Không sao, chắc chắn câu lạc bộ Kinh Bắc tỉnh Bắc Ninh sẽ có một người chơi xứng đáng bước vào vòng 3 game show đấu trường cờ Việt. Đó là ai, Tô Việt Linh hay Nguyễn Trọng Hòa? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Với lợi thế có cây xe trên bàn cờ lúc này, Nguyễn Trọng Hòa đang gây ra rất nhiều khó khăn cho đối thủ của mình. Và nếu bây giờ anh sử dụng tốt 8, tiến thêm một bước, và anh không sử dụng tốt 8, sử dụng xe 7 để uy hiếp cây sĩ 4 của đối thủ. Vâng, bây giờ thì Nguyễn Trọng Hòa đã sử dụng tốt 8 rồi. Bắt buộc Tô Việt Linh phải mở cây pháo úp. Cơ hội giành chiến thắng trước đối thủ ở ván đấu thứ 3 của Nguyễn Trọng Hòa lúc này đang rất cao. Tô Việt Linh đã mở gần hết những quân cờ bí ẩn của mình. Anh còn 2 ẩn số nữa. Hy vọng trong số 2 ẩn số anh sẽ mở ra sẽ còn một trong 2 cây xe của mình. Quý vị và các bạn thân mến, đây là ván đấu thứ 3 trong trận đấu buổi chiều ngày hôm nay. Tỷ số lúc này là 1-1. Bắt đầu từ vòng đấu thứ 2, thể thức thi đấu ở game show đấu trường cờ Việt phiên bản cờ tương úp đã có những điều chỉnh. Trong mỗi ván đấu, mỗi người chơi có 20 phút để suy tính nước di chuyển quân của mình. Người giành chiến thắng đi tiếp vòng đấu tiếp theo sẽ phải có 6 ván thắng. Như vậy, yếu tố may rủi trong các ván đấu tại game show đã giảm đi rất nhiều. Tô Việt Linh đã mở một trong 2 ẩn số cuối cùng của mình. Và rất may mắn anh đã tìm ra được cây xe thứ 2. Với việc có cây xe thứ 2 này, người chơi Tô Việt Linh đã có một thế trận cân bằng về lực quân và lực cờ trước đối thủ của mình. Nguyễn Trọng Hòa còn tới 6 cây úp chưa mở. Trong số đó, chắc chắn sẽ còn 1 cây mã, 2 cây pháo. Do vậy, người chơi Nguyễn Trọng Hòa cần phải nhanh chóng tăng cường mở những quân cờ bí ẩn của mình để có được một lực quân dày dặn đối trọng lại với đối thủ. Tới thời điểm này đã có 18 trận đấu ở vòng đấu thứ 2 game show đấu trường cờ Việt diễn ra. Trong đó có 18 cái tên xuất sắc đủ điều kiện bước vào vòng đấu thứ 3. Cặp đấu thứ nhất, Phạm Quang Minh Hà Nội gặp Lưu Đức Hải Hà Nội.
Chiến thắng thuộc Phạm Quang Minh với tỷ số 6-3. Lê Linh Ngọc Hà Nội giành chiến thắng trước Phùng Quang Điệp Hà Nội với tỷ số 6-3. Đinh Quang Hưng Hà Nội chiến thắng trước đối thủ Phạm Văn Toàn Hà Nội với tỷ số 6-1. Tống Đức Phong Hà Nội chiến thắng trước Trần Hải Long Hà Nội với tỷ số 6-5. Nguyễn Thanh Tùng Hà Nội chiến thắng trước Nguyễn Văn Đắc Bắc Ninh với tỷ số 6-4. Lê Lợi Hải Dương chiến thắng trước Nguyễn Văn Sáng Bắc Ninh với tỷ số 6-2. Phạm Văn Tài Hà Nội chiến thắng trước Trần Quang Dũng Hà Nội với tỷ số 6-4. Phạm Đức Quyền Quảng Ninh chiến thắng trước Trần Đức Hiếu Hà Nội với tỷ số 6-1. Nguyễn Đình Kết Vĩnh Phúc chiến thắng trước Huỳnh Chánh Tính Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 6-1. Chu Quốc Hoàng Hà Nội chiến thắng trước Nguyễn Duy Long Hải Phòng với tỷ số 6-1. Trần Hữu Bình Thanh Hóa chiến thắng trước Trần Thế Anh Hà Nội với tỷ số 6-3. Đỗ Duy Đông Thanh Hóa chiến thắng trước Phạm Phúc Nam Quảng Ninh với tỷ số 6-4. Đặng Văn Hoàng Hà Nội chiến thắng trước Nguyễn Đức Công Bắc Giang với tỷ số 6-5. Đỗ Minh Giáp Hà Nội chiến thắng trước Phạm Văn Diễn Bắc Ninh với tỷ số 6-4. Vũ Khánh Hoàng Phú Thọ chiến thắng trước Nguyễn Thanh Hải Bắc Ninh với tỷ số 6-1. Trần Nha Sáng Thành phố Hồ Chí Minh chiến thắng trước Bùi Đình Quang Hà Nội với tỷ số 6-2. Nguyễn Hoàng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh chiến thắng trước Dương Đình Trung Bắc Ninh với tỷ số 6-3. Và buổi sáng ngày hôm nay, người chơi Nguyễn Thăng Long Hà Nội đã giành chiến thắng trước người chơi Nguyễn Văn Hợp Quảng Ninh với tỷ số 6-5. Đối thủ của anh mất 3 quân, 1 xe, 1 pháo và 1 quân cờ bí ẩn. Nguyễn Trọng Hòa mất 2 sĩ, 2 tượng, 1 xe, 1 tốt và 1 quân cờ bí ẩn. Lúc này Nguyễn Trọng Hòa vẫn còn 4 con cờ bí ẩn. Và hy vọng trong số đó vẫn sẽ còn cây mã và 2 cây pháo. Tô Việt Linh thì còn duy nhất một quân cờ bí ẩn trên bàn cờ lúc này. Tuy nhiên, nếu may mắn thì quân cờ bí ẩn của Tô Việt Linh sẽ chỉ là một cây pháo thứ hai. Hy vọng Tô Việt Linh vẫn còn cây pháo thứ hai trên bàn cờ lúc này. Khác với hai ván đấu đầu tiên, kết thúc rất nhanh, tốc độ rất nhanh. Ở ván đấu thứ ba này, lực quân và thế trận tương đối cân bằng nhau.
Do vậy ván đấu này hứa hẹn sẽ thi đấu tới những phút cuối cùng. Khán giả có nickname Nội Nguyễn đang đưa ra khẳng định rằng người chơi Tô Việt Linh cầm quân đen sẽ giành chiến thắng ở ván đấu thứ ba này. Đã có 18 cái tên đầu tiên sẽ có mặt tại vòng đấu thứ ba game show đấu trường cờ Việt phiên bản cờ tướng úp năm 2018. Đó là người chơi Nguyễn Thăng Long, Hà Nội, Nguyễn Hoàng Lâm, Thành phố Hồ Chí Minh, Trần Nha Sáng, Thành phố Hồ Chí Minh, Vũ Khánh Hoàng, Phú Thọ, Đỗ Minh Giáp, Hà Nội, Đặng Văn Hoàng, Hà Nội, Đỗ Duy Đông, Thanh Hóa, Trần Hữu Bình, Thanh Hóa, Chu Quốc Hoàng, Hà Nội, Nguyễn Đình Kết, Vĩnh Phúc, Phạm Đức Quyền, Quảng Ninh, Phạm Văn Tài, Hà Nội, Lê Lợi, Hải Dương, Nguyễn Thanh Tùng, Hà Nội, Tống Đức Phong, Hà Nội, Đinh Quang Hưng, Hà Nội, Lê Linh Ngọc, Hà Nội và Phạm Quang Minh, Hà Nội. Chắc chắn sau trận đấu này sẽ có một cái tên nữa. Người chơi thứ 19 sẽ bước vào vòng đấu thứ 3. Và chắc chắn rằng đó là một người chơi nữa của Bắc Ninh rồi. Đó là người chơi đầu tiên của Bắc Ninh. Vâng, đó sẽ là người chơi đầu tiên của Bắc Ninh bước vào vòng đấu thứ 3. Xin cảm ơn Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tạ Quang Diệp, Công ty Cổ phần Xây dựng Cầu Đường 5 Thanh Hóa, là đơn vị đồng hành tài trợ game show đấu trường cờ Việt phiên bản cờ tướng úp năm 2018. Rất có thể người chơi Tô Việt Linh sẽ đề nghị đối thủ đổi xe. Anh muốn giải phóng nhanh hình cờ hiện tại để có thể áp đảo đối thủ trong phần tàn cuộc. Hiện tại Tô Việt Linh đang có lực quân khá mạnh. Bộ ba hai mã một xe. Trong khi Nguyễn Trọng Hòa có bộ đôi xe mã, đúng như vậy. Tô Việt Linh đã ép đối thủ đổi được xe rồi. Và bây giờ thì người chơi Nguyễn Trọng Hòa phải mở được những quân cờ bí ẩn của mình, tìm ra được đâu là quân cờ mạnh, anh mới có cơ hội giành chiến thắng trước đối thủ. Một quân cờ bí ẩn đầu tiên của Nguyễn Trọng Hòa mở ra
Wow, rất tiếc đó chỉ là một cây tốt không có tác dụng gì ở thời điểm này. Nhưng không sao, Nguyễn Trọng Hòa vẫn đang còn ba quân cờ bí ẩn. Có thể mở ra, anh lại mở tiếp một quân cờ nữa. Vâng, đó vẫn chỉ là một cây tốt mà thôi. Cô Việt Linh đang gia tăng sức mạnh tấn công. Và chắc chắn ở tình huống này, Nguyễn Trọng Hòa sẽ phải mở tiếp quân cờ bí ẩn của mình. Nếu không anh sẽ thua cuộc và dường như rất khó cho người chơi Nguyễn Trọng Hòa rồi. Với hai mã một xe một tựa vây quanh tướng của Nguyễn Trọng Hòa, 98% người chơi Nguyễn Trọng Hòa sẽ thua cuộc ở ván đấu thứ ba. Bây giờ thì chúng ta có thể nói lời chúc mừng sớm chiến thắng đến với người chơi Tô Việt Linh được rồi. Anh đang có thế trận và lực quân rất mạnh. Nguyễn Trọng Hòa vẫn đang còn một quân cờ bí ẩn cuối cùng trên bàn cờ. Tuy nhiên đối thủ của anh đang có hai mã một sĩ đang vây giáp, khiến cho Nguyễn Trọng Hòa chống đỡ vô cùng chật vật và khả năng thua cuộc của anh lúc này là rất cao. Nguyễn Trọng Hòa đã mở quân cờ bí ẩn cuối cùng của mình và đó là một cây pháo. Tới thời điểm này, Tô Việt Linh đã kết thúc được đối thủ của mình ở ván đấu thứ ba. Xin chúc mừng anh. Tỷ số lúc này là 2-1 nghiêng về người chơi Tô Việt Linh. Quý vị khán giả và hai người chơi, chúng ta sẽ cùng bước ngay đến ván đấu thứ tư. Hai người chơi đã sẵn sàng, ván đấu thứ tư bắt đầu. Ván đấu thứ tư đang diễn ra và có đôi chút lợi thế đang nghiêng về người chơi Nguyễn Trọng Hòa khi anh đã mở được cây xe ở thời điểm khá sớm ở ván đấu này. Tô Việt Linh đã mở được bộ tứ hai pháo một mã để đối trọng lại với đối thủ hiện tại mới có một xe một pháo.
Khán giả Phan Đức Quyền đang cổ vũ cho người chơi Tô Việt Linh. Cho dù Nguyễn Trọng Hòa mở được cây xe rất sớm, nhưng dường như với phong độ và kinh nghiệm của mình, người chơi Tô Việt Linh không chỉ mở ra được những quân cờ mạnh mà anh còn khống chế được những đường tấn công nguy hiểm của đối thủ. Thế trận lúc này là đang cân bằng nhau và Nguyễn Trọng Hòa đã mất tới 4 quân cờ, một pháo, một tượng và hai quân cờ bí ẩn. Anh chỉ còn 3 ẩn số còn lại trên bàn cờ. Nếu may mắn anh có thể còn cây xe thứ hai và hai cây mã. Đối thủ của anh, người chơi Tô Việt Linh, cũng còn 3 quân cờ bí ẩn. Và rất nhiều khả năng người chơi Tô Việt Linh vẫn còn ít nhất là 1 và nhiều thì có thể vẫn còn 2 cây xe trong số những quân cờ bí ẩn của mình. Như vậy Nguyễn Trọng Hòa đã tiếp tục tiêu diệt thêm của đối thủ một quân cờ bí ẩn. Vâng, như vậy người chơi Tô Việt Linh chỉ còn duy nhất một quân cờ bí ẩn trên bàn cờ lúc này. Và vị trí của quân cờ này rất khó để trở thành hiện thực trên bàn cờ. Tới thời điểm này có thể khẳng định rằng ưu thế ở ván đấu thứ 3 đang hoàn toàn thuộc về người chơi Nguyễn Trọng Hòa. Anh đang có tới 75 đến 80% cơ hội giành chiến thắng trước đối thủ. Nguyễn Trọng Hòa tiếp tục mở thêm những quân cờ bí ẩn và rất tiếc anh chỉ mở ra được một cây tốt đứng ở vị trí trung tâm khung thành, gây thêm ra cho anh những khó khăn mà thôi. Tô Việt Linh tuy có lực quân yếu hơn đối thủ nhưng hiện tại anh đang triển khai thế trận tấn công, buộc đối thủ phải thoái những quân cờ mạnh về để gia tăng hàng phòng thủ. Nguyễn Trọng Hòa vẫn còn tới 2 quân cờ bí ẩn trên bàn cờ lúc này. Nhiều khả năng trong số đó sẽ vẫn còn cây xe thứ hai và có thể còn một cây mã. Nếu nhanh chóng mở được một xe một mã nữa, Nguyễn Trọng Hòa sẽ hoàn toàn có ưu thế để giành chiến thắng trước đối thủ. Tỷ lệ giành chiến thắng của anh lúc này đang rất cao. Theo phán đoán của cá nhân tôi, anh đang có tới 75% cơ hội giành chiến thắng.
rất nhiều khả năng sau ván đấu thứ tư này, tỷ số trận đấu sẽ cân bằng 2-2, chia đều cho cả hai người chơi. Ván đấu thứ tư đang diễn ra rất gay cấn, rất căng thẳng. Người chơi Tô Việt Linh đang giành thế trận áp đảo trên bàn cờ lúc này. Tô Việt Linh đã đưa được cây tướng 3 của mình đứng ở vị trí khống chế đường di chuyển của cây tướng, đồng thời có đủ điều kiện để tiêu diệt cây xe úp của đối thủ bất cứ lúc nào. Nguyễn Trọng Hòa đang có một cây xe trên bàn cờ, nhưng đối thủ của anh lại có tới bộ ba, hai mã một pháo với sự hỗ trợ của sĩ tượng tốt. Tô Việt Linh đang làm khó cho Nguyễn Trọng Hòa. Nếu Nguyễn Trọng Hòa không xoay chuyển được tình thế, giành chiến thắng trước đối thủ ở ván đấu này, nhiều khả năng Tô Việt Linh sẽ gia tăng tỷ lệ giành chiến thắng của mình. Rất tiếc, người chơi Nguyễn Trọng Hòa đã mở cây cờ bí ẩn của mình và đó là một cây xe. Ngay lập tức, đối thủ đã tiêu diệt ngay cây xe của mình. Đổi lại, Nguyễn Trọng Hòa cũng đã tiêu diệt được của đối thủ một cây mã. Như vậy lúc này, trên bàn cờ chỉ còn duy nhất Tô Việt Linh còn một quân cờ bí ẩn. Tuy nhiên Nguyễn Trọng Hòa đang có lợi thế khi anh vẫn đang còn một cây xe trên bàn cờ. Với uy lực của cây xe này, chắc chắn Tô Việt Linh sẽ rất khó khăn trong một thế trận chống đỡ. Và bây giờ là lúc người chơi Tô Việt Linh có nguy cơ sẽ để mất một quân cờ. Nếu để mất đi cây sĩ 5 lúc này, Tô Việt Linh sẽ mất đi thế trận tấn công và nhiều khả năng anh sẽ thua cuộc trước đối thủ ở ván đấu thứ tư. Tô Việt Linh đã chấp nhận để mất một quân cờ. Bây giờ thì mã 8 của Tô Việt Linh đã không còn đường di chuyển nữa rồi.
Chiến thắng đang đến rất gần với Nguyễn Trọng Hòa. Chỉ cần một vài nước đi nữa thôi là có thể anh sẽ kết thúc được ván đấu. Chí ít là tiêu diệt được thêm của đối thủ 1 đến 2 quân cờ nữa là hoàn toàn có đủ cơ hội để giành chiến thắng. Nguyễn Trọng Hòa đang hoàn toàn có cơ hội để kết thúc ván đấu. Anh đang có thế trận rất thuận lợi và không khó khăn gì để tiêu diệt thêm những quân cờ úp của đối thủ. Dường như người chơi Tô Việt Linh với kết quả chiến thắng 2-1 đang tạo ra tâm lý khá căng thẳng đối với Nguyễn Trọng Hòa. Nếu để cho Tô Việt Linh tiếp tục đưa cây tốt của mình áp sát khung thành thì Nguyễn Trọng Hòa sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Ván đấu thứ tư ở phần tàn cuộc đang diễn ra vô cùng kịch tính và gay cấn. Tô Việt Linh đã thể hiện phong độ của mình. Anh có lực quân không mạnh hơn đối thủ nhưng bằng kinh nghiệm và sự chính xác, Tô Việt Linh đang gây ra cho Nguyễn Trọng Hòa rất nhiều khó khăn. Nguyễn Trọng Hòa cần phải rất cẩn trọng, nếu không anh sẽ bị đối thủ gây ra những khó khăn. Vâng, như vậy người chơi Tô Việt Linh đã kết thúc được ván đấu rồi. Rất tuyệt vời. Ở những nước đi cuối cùng, người chơi Nguyễn Trọng Hòa đã không đủ độ kinh nghiệm để đối trọng lại với đối thủ của mình. Như vậy người chơi Tô Việt Linh đã giành chiến thắng ở ván đấu thứ tư. Tỷ số trận đấu lúc này là 3-1 nghiêng về Tô Việt Linh.
Đây là ván đấu thứ 5 trong trận đấu buổi chiều ngày hôm nay. Kết quả lúc này là 3-1, nghiêng về người chơi Tô Việt Linh. Trong phần khai cuộc ở ván đấu thứ 5, người chơi Nguyễn Trọng Hòa cũng đã rất nhanh chóng tìm ra được cây xe đầu tiên. Ở ván đấu thứ tư, người chơi Nguyễn Trọng Hòa có rất nhiều ưu thế để giành chiến thắng trước đối thủ. Tuy nhiên về phần tàn cuộc, dường như đối thủ của anh xử lý cờ tàn tốt hơn và đã xoay chuyển tình thế, giành chiến thắng thuyết phục. Và ở ván đấu thứ năm này, Nguyễn Trọng Hòa đang có nhiều yếu tố may mắn, có nhiều cơ hội để giành chiến thắng trước đối thủ. Vấn đề là anh sẽ tận dụng những chiến thắng đó như thế nào? Tô Việt Linh đã mở ra cây xe đầu tiên rồi. Lực quân và thế chất của hai người chơi sẽ trở nên cân bằng hơn kể từ giờ phút này. Xin cảm ơn Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tạ Quang Diệp, Công ty Cổ phần Xây dựng Cầu đường 5 Thanh Hóa, đơn vị đồng hành cùng với game show Đấu trường cờ Việt phiên bản cờ tướng úp năm 2018. Ván đấu thứ năm đang diễn ra gay cấn, căng thẳng với thế trận và lực quân cân bằng nhau. Tô Việt Linh đang có chiến thắng 3-1 trước đối thủ của mình. Nguyễn Trọng Hòa đang có lực quân lúc này đã được tăng cường cây xe thứ hai. Như vậy có thể nói ưu thế trên bàn cờ đang hoàn toàn thuộc về người chơi Nguyễn Trọng Hòa. Anh có thể thực hiện đề nghị đối thủ đổi quân để có thể có được một thế trận dễ dàng trong việc tính toán những nước di chuyển quân. Các bạn thân mến, ngày mai Chủ nhật ngày 2 tháng 12 năm 2018 sẽ có 3 trận đấu tại vòng đấu thứ hai Đấu trường cờ Việt. Trận đấu diễn ra vào lúc 9 giờ sáng giữa người chơi Nguyễn Mạnh Hà và Dương Duy Vũ. Vào lúc 14 giờ chiều là cặp đấu giữa Lâm A Sâm thành phố Hồ Sĩ Đức và thành phố Hồ Chí Minh và Hồ Sĩ Đức Hà Nội. Trận đấu lúc 19 giờ giữa Nguyễn Văn Cường Thanh Hóa và Nguyễn Thành Công Hà Nội.
Mời quý vị và các bạn cùng dành thời gian theo dõi và cổ vũ cho những người chơi của chúng ta. Tô Việt Linh vừa mới tiêu diệt của đối thủ một cây mã nữa rồi. Cho dù Nguyễn Trọng Hòa đã mất đi một cây xe, nhưng trên bàn cờ lúc này anh vẫn đang có cây xe thứ hai để gây ra những khó khăn cho đối thủ của mình. Tuy nhiên chúng ta đều thấy rằng Tô Việt Linh là một người chơi cờ tướng úp không phải vừa. Ở ván đấu thứ tư, cho dù Nguyễn Trọng Hòa vẫn còn một cây xe, tuy nhiên Tô Việt Linh với chỉ pháo mã tốt sĩ thượng, anh đã gây khó khăn cho đối thủ và giành chiến thắng. Và rất có thể ở ván đấu thứ năm này, người chơi Tô Việt Linh cũng sẽ lại gây ra những khó khăn cho người chơi Nguyễn Trọng Hòa. Đúng như vậy, ở những nước di chuyển quân vừa rồi, người chơi Nguyễn Trọng Hòa di chuyển quân rất vội vã. Anh không cân nhắc kỹ những nước di chuyển quân của mình và dường như người chơi Nguyễn Trọng Hòa đã có những thua thiệt trước những màn xô sát của đối thủ. Bây giờ thì không phải Nguyễn Trọng Hòa mà Tô Việt Linh mới là người đang có ưu thế trên bàn cờ ở thời điểm này. Anh đang có một xe một pháo cùng với ba quân cờ bí ẩn, gây ra những khó khăn đáng kể cho đối thủ Nguyễn Trọng Hòa. Trong số ba quân cờ bí ẩn của mình, rất có thể người chơi Tô Việt Linh vẫn còn cây xe thứ hai và cây pháo thứ hai. Nguyễn Trọng Hòa thì đã mở hết những quân cờ bí ẩn của mình rồi, anh chỉ còn duy nhất một cây xe có sức tấn công mạnh để chống trả lại những quân cờ tấn công và một thế trận đang hoàn toàn thuộc về người chơi Tô Việt Linh. Chiến thắng lúc này 80% thuộc về Tô Việt Linh. Anh đang có cơ hội để nâng tỷ số của mình lên cách biệt hơn so với đối thủ. Hiện tại đang là 3-1 và có thể kết thúc ván đấu này tỷ số sẽ là 4-1. Vâng, như vậy người chơi Nguyễn Việt Linh đã kết thúc được ván đấu thứ 5 rồi. Anh đã lại giành chiến thắng trước đối thủ. Tỷ số lúc này là 4-1, nghiêng về Tô Việt Linh. Xin chúc mừng anh.
Và bây giờ cả hai người chơi sẽ nghỉ trong giây phút để chúng ta đến với ván đấu thứ 6 và những ván đấu tiếp theo. Mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ tạm nghỉ trong 2 phút để đến với ván đấu thứ 6 và rất có thể là ván đấu thứ 7, thứ 8 và cũng có thể là ván đấu thứ 11. Vâng, sau đây mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ theo dõi 18 cặp đấu đầu tiên đã diễn ra ở vòng 2 đấu trường Cờ Việt với kết quả như sau. Cặp đấu thứ nhất, người chơi Phạm Quang Minh, Hà Nội giành chiến thắng trước đối thủ Lưu Đức Hải với tỷ số 6-3. Người chơi Lê Linh Ngọc, Hà Nội giành chiến thắng trước đối thủ Phùng Quang Điệp với tỷ số 6-3. Người chơi Đinh Quang Hưng, Hà Nội giành chiến thắng trước đối thủ Phạm Văn Toàn với tỷ số 6-1. Người chơi Tống Đức Phong, Hà Nội giành chiến thắng trước đối thủ Trần Hải Long với tỷ số 6-5. Người chơi Nguyễn Thanh Tùng, Hà Nội giành chiến thắng trước Nguyễn Văn Đắc với tỷ số 6-4. Người chơi Lê Lợi, Hải Dương giành chiến thắng trước đối thủ Nguyễn Văn Sáng với tỷ số 6-2. Người chơi Phạm Văn Tài, Hà Nội giành chiến thắng trước Trần Quang Dũng với tỷ số 6-4. Người chơi Phạm Đức Quyền giành chiến thắng trước đối thủ Trần Đức Hiếu với tỷ số 6-1. Người chơi Nguyễn Đình Kết giành chiến thắng trước Huỳnh Chánh Tính, thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 6-1. Chu Quốc Hoàng, Hà Nội giành chiến thắng trước Nguyễn Duy Long, Hải Phòng với tỷ số 6-1. Trần Hiếu Bình, Thanh Hóa giành chiến thắng trước Trần Thế Anh với tỷ số 6-3. Người chơi Đỗ Duy Đông, Thanh Hóa giành chiến thắng trước Phạm Phúc Nam với tỷ số 6-4. Người chơi Đặng Văn Hoàng giành chiến thắng trước Nguyễn Đức Công với tỷ số 6-5. Người chơi Đỗ Minh Giáp giành chiến thắng trước Phạm Văn Diễn với tỷ số 6-4. Người chơi Vũ Khánh Hoàng giành Phú Thọ giành chiến thắng trước Nguyễn Thanh Hải với tỷ số 6-1. Người chơi Trần Nha Sáng, thành phố Hồ Chí Minh giành chiến thắng trước Bùi Đình Quang với tỷ số 6-2. Người chơi Nguyễn Hoàng Lâm, thành phố Hồ Chí Minh giành chiến thắng trước Dương Đình Trung với tỷ số 6-3. Và trong buổi sáng ngày hôm nay, người chơi Nguyễn Thăng Long, Hà Nội giành chiến thắng trước Nguyễn Văn Kết, Quảng Ninh với tỷ số 6-5. Và ván đấu thứ 5 giữa hai người chơi Tô Việt Linh và Nguyễn Trọng Hòa vừa kết thúc. Tỷ số lúc này là 4-1 nghiêng về người chơi Tô Việt Linh. Sau đây hai người chơi sẽ trở lại vị trí thi đấu. Và quý vị và các bạn, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi ván đấu thứ 6. Và rất có thể là ván đấu thứ 7, thứ 8 và những đấu ván đấu tiếp theo cho đến ván đấu thứ 11. Hy vọng là như thế. Rất mong người chơi Nguyễn Trọng Hòa sẽ giành chiến thắng ở ván đấu thứ 6 để rút ngắn tỷ số trước đối thủ của mình. Bây giờ thì cả hai người chơi đã trở về vị trí thi đấu rồi. Cả hai người chơi này đều đến từ câu lạc bộ Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh. Việc các anh phải loại nhau ở vòng đấu thứ 2 là một điều rất đáng tiếc cho câu lạc bộ Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh. Tuy nhiên thể thao là như vậy. Đó là sự hấp dẫn, sự bất ngờ. Có những sự hưng phấn, vui mừng và cũng có những sự nuối tiếc, sự buồn bã khi thua cuộc. Nhưng không sao, hai người chơi đã sẵn sàng. Ván đấu thứ 6 bắt đầu. Vào ngày mai, Chủ nhật, mùng 2 tháng 12 sẽ có các cặp đấu như sau. Vào lúc 9 giờ sáng sẽ là cặp đấu giữa người chơi Nguyễn Mạnh Hải, Thái Nguyên gặp Dương Duy Vũ, Hải Phòng. Đây là một cặp đấu được đánh giá là cân tài, cân sức. Sẽ có nhiều điều bất ngờ và bí ẩn sẽ xuất hiện. Cặp đấu thứ hai diễn ra vào lúc 14 giờ giữa người chơi Lâm A Sâm, thành phố Hồ Chí Minh và Hồ Sĩ Đức, Hà Nội. Cặp đấu thứ 3 được dự báo sẽ cực kỳ gay cấn và hấp dẫn.
Đó là người chơi Nguyễn Văn Cường Thanh Hóa gặp Nguyễn Thành Phong Hà Nội. Rất nhiều người đang dự đoán Nguyễn Văn Cường Thanh Hóa sẽ có một chiến thắng thuyết phục trước đối thủ của mình. Tuy nhiên, các khán giả tại Hà Nội thì lại khẳng định rằng ở thời điểm này Nguyễn Thành Công mới là người có phong độ cao hơn đối thủ. Và rất nhiều dự đoán của khán giả tại Hà Nội đang đặt cược rất cao cho chiến thắng thuộc về Nguyễn Thành Công. Trong buổi tối ngày hôm nay, lúc 19 giờ sẽ có cặp đấu giữa người chơi Đỗ Như Khánh Bắc Ninh gặp người chơi Lê Bá Nhật Thanh Hóa. Đây cũng được dự báo là một cặp đấu cân tài cân sức, hứa hẹn nhiều điều bất ngờ và hấp dẫn. Trở lại với ván đấu thứ 6, người chơi Tô Việt Linh lúc này trong phần khai cuộc anh đã có 2 cây xe, tạo nên sức mạnh đối trọng trước bộ 3 xe pháo mã của Nguyễn Trọng Hòa. Đội quân tiêu diệt được thêm những quân cờ của đối thủ, người chơi Nguyễn Trọng Hòa hoàn toàn có thể giành chiến thắng ở ván đấu thứ 6 này.
Vâng, lúc này dường như người chơi Nguyễn Trọng Hòa đang gặp những khó khăn nhất định, cần sự trợ giúp của kỹ thuật viên của chúng tôi. Vâng, chúng ta sẽ tạm dừng trận đấu trong giây lát để xử lý sự cố đang diễn ra đối với người chơi Nguyễn Trọng Hòa.
Nguyễn Trọng Hòa. Anh đang có cơ hội rút ngắn tỷ số. Vâng, đến lúc này anh đã kết thúc được ván đấu thứ 6 trước đối thủ rồi. Xin chúc mừng người chơi Nguyễn Trọng Hòa. Tỷ số lúc này là 4-2 nghiêng về Tô Việt Linh. Mời quý vị và các bạn cùng với hai người chơi chúng ta sẽ đến ngay với ván đấu thứ 7 trong trận đấu buổi chiều ngày hôm nay. Hai người chơi đã sẵn sàng, ván đấu thứ 7 bắt đầu. Quý vị và các bạn thân mến, vào lúc 19 giờ tối nay, quý vị và các bạn sẽ theo dõi cặp đấu được đánh giá là cân tài cân sức, nhiều kịch tính và bất ngờ giữa hai người chơi Đỗ Như Khánh Bắc Ninh với người chơi Lê Bá Nhật Thanh Hóa. Hiện nay tỷ số đặt cược cho hai người chơi là cân bằng nhau. Rất nhiều khán giả ở Thanh Hóa đang cổ vũ và đặt cược rất cao cho người chơi Lê Bá Nhật. Tuy nhiên, người chơi Đỗ Như Khánh ở Bắc Ninh là một trong những người chơi cờ tướng úp đang có phong độ cực cao. Và hiện nay, khán giả ở Bắc Ninh đang đặt cược tỷ lệ cao cho người chơi Đỗ Như Khánh. Trong 18 trận đấu ở vòng đấu thứ hai diễn ra, đã có 4 người chơi tại Bắc Ninh phải dừng bước ở vòng đấu thứ hai. Đó là người chơi Dương Đình Trung, người chơi Nguyễn Thanh Hải, người chơi Nguyễn Văn Đắc, người chơi Phạm Văn Diễn đã phải dừng bước. Và trong trận đấu này giữa Tô Việt Linh và Nguyễn Trọng Hòa, sẽ có một người đi tiếp vào vòng đấu thứ 3 và một người ở lại. Hy vọng trận đấu vào lúc 19 giờ tối nay giữa người chơi Đỗ Như Khánh và Lê Bá Nhật sẽ có một chiến thắng rất thuận lợi để có thêm một người chơi nữa của Bắc Ninh bước tiếp vào vòng đấu thứ 3 game show đấu trường cờ Việt. Hai người chơi đầu tiên của Thanh Hóa là Trần Hữu Bình và người chơi Đỗ Duy Đông đã có tên trong danh sách những người thi đấu ở vòng đấu thứ 3. Tối nay Thanh Hóa sẽ có thêm một người chơi nữa giao đấu. Lê Bá Nhật sẽ chiến thắng hay Đỗ Như Khánh chiến thắng? Kịch tính và bí ẩn sẽ xuất hiện bắt đầu vào lúc 19 giờ tối hôm nay. Vào ngày mai Chủ nhật mùng 2 tháng 12 sẽ có 3 cặp đấu được đánh giá có chất lượng chuyên môn rất cao. Đó là người chơi Nguyễn Mạnh Hải Thái Nguyên giao đấu với Dương Duy Vũ Hải Phòng. Ở vòng sơ loại, người chơi Vương Duy Vũ Hải Phòng đã thể hiện phong độ và chuyên môn rất tốt trong môn cờ tướng úp. Khán giả Hải Phòng đang đặt cược rất cao cho chiến thắng thuộc về người chơi Dương Duy Vũ. Vào lúc 14 giờ chiều mai sẽ là cặp đấu giữa Lâm Mai Sâm Thành phố Hồ Chí Minh và Hồ Sĩ Đức Hà Nội. Đáng chú ý nhất vẫn là trận đấu vào lúc 19 giờ tối mai Chủ nhật giữa người chơi Nguyễn Văn Cường Thanh Hóa với người chơi Nguyễn Thành Công Hà Nội. Nguyễn Văn Cường được đánh giá có chuyên môn và phong độ rất cao ở thời điểm này. Anh có vượt qua được Nguyễn Thành Công hay không? Mời quý vị và các bạn sẽ đón xem vào lúc 19 giờ tối mai. Trở lại với ván đấu thứ 7 này, thế trận và lực quân giữa hai người chơi là cân bằng nhau. Nguyễn Trọng Hòa đang có 2 pháo 1 xe, đối trọng lại với Tô Việt Linh có bộ 3 xe pháo mã. Tô Việt Linh vừa mở ra được cây pháo ở lỗ 1, tạo ra đối trọng rất gay go ở phía cánh phả trái của Nguyễn Trọng Hòa.
Nguyễn Trọng Hòa đã mất 5 quân cờ, 1 pháo, 2 tướng, 1 tốt và 1 quân cờ bí ẩn. Anh còn 3 ẩn số cuối cùng. Nếu may mắn anh sẽ còn cây xe thứ hai. Và cũng có thể đang còn 2 cây mã cuối cùng. Những màn xô sát đã diễn ra liên tục. Ván đấu thứ 7 diễn ra với tốc độ rất nhanh và rất có thể ván đấu này sẽ kết thúc sớm. Ưu thế lúc này đang thuộc về người chơi Tô Việt Linh. Anh có thế trận phòng thủ chắc chắn ở cả hai cánh trái và phải. Hiện tại Tô Việt Linh đang có bộ 3, 2 pháo, 1 xe. Anh cũng đã đưa cây tốt của mình đứng ở vị trí lộ 8. Khống chế đường tấn công của cây mã 2. Như vậy Tô Việt Linh đã lại tiêu diệt cây cờ bí ẩn cuối cùng của Nguyễn Trọng Hòa rồi. Bây giờ thì Nguyễn Trọng Hòa chỉ với 1 xe 1 mã phải đương đầu lại với đối phương có 2 pháo 1 xe và thế trận phòng thủ đang rất chắc chắn. Theo phán đoán của cá nhân tôi, Tô Việt Linh đang có 75% cơ hội giành chiến thắng trước đối thủ của mình. Vâng, lúc này Tô Việt Linh đã kết thúc được ván đấu thứ 7 rồi. Xin chúc mừng anh. Tỷ số lúc này là 5-2 nghiêng về người chơi Tô Việt Linh. Người chơi Nguyễn Trọng Hòa đã có lúc tạo ra được thế trận tương đối cân bằng trước đối thủ của mình. Tuy nhiên Tô Việt Linh là người có phong độ và khả năng di chuyển quân chắc chắn với chất lượng chuyên môn cao hơn. Anh đã giành được chiến thắng trước đối thủ ở ván đấu thứ 7. Và bây giờ quý vị và các bạn cùng với hai người chơi chúng ta đến ngay với ván đấu thứ 8. Hai người chơi đã sẵn sàng, ván đấu bắt đầu.
những quân cờ của mình để có thể phòng thủ thành công. Nhiều khả năng anh sẽ bị đối thủ dồn ép và cơ hội giành chiến thắng trước đối thủ lúc này của Nguyễn Trọng Hòa là rất bé nhỏ. Tô Việt Linh đang có cơ hội rất lớn để chiến thắng ở ván đấu thứ 8 để bước tiếp vào vòng đấu thứ 3. Rất khó cho Nguyễn Trọng Hòa rồi. Anh đã phải chấp nhận để mất cây xe của mình. Hy vọng trong số 3 quân cờ bí ẩn cuối cùng, Nguyễn Trọng Hòa vẫn đang còn cây xe thứ 2. Lúc này anh đã bị đối thủ tiêu diệt một quân cờ bí ẩn nữa rồi. Rất tiếc cho Nguyễn Trọng Hòa. Khả năng thua cuộc của anh lúc này chỉ còn tính bằng thời gian nữa mà thôi. Tô Việt Linh là một người chơi cờ tướng úp đang có phong độ rất tốt qua 7 ván đấu vừa rồi. Anh hoàn toàn xứng đáng có tên trong danh sách những kỳ thủ bước vào vòng đấu thứ 3 game show đấu trường cờ Việt. Tô Việt Linh cũng là người chơi ghi tên, người chơi đầu tiên của Bắc Ninh ghi tên vào vòng đấu thứ 3. Như vậy đến lúc này người chơi Tô Việt Linh đã kết thúc được ván đấu thứ 8. Anh đã chiến thắng và giành trận thắng chung cuộc trước đối thủ của mình với tỷ số 6-2. Xin chúc mừng người chơi Tô Việt Linh. Anh là người chơi thứ 19 có tên trong vòng 3 game show đấu trường cờ Việt. Xin cảm ơn hai người chơi. Xin cảm ơn quý vị và khán giả đã quan tâm theo dõi trận đấu của Tô Việt Linh